Có nhiều khách hàng cho rằng việc sở hữu chiếc loa siêu trầm cho dàn karaoke của mình là điều không cần thiết. Nhưng thật ra, sở hữu chiếc loa siêu trầm cho dàn âm thanh karaoke làm cho chất âm trầm của dàn karaoke sâu hơn, giọng hát ấm hơn và chất âm đầy hơn, làm cho dàn karaoke của mình hay hơn rất là nhiều. Nhưng việc sở hữu một chiếc loa âm trầm cho phù hợp với dàn karaoke của mình là điều không dễ. Vì vậy, bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn mẫu 3 chiếc âm trầm đang hot và đang đáng mua nhất trên thị trường hiện nay. Hãy cùng mình đánh giá xem những tính năng nổi bật của từng sản phẩm loa siêu trầm này nhé. Và chiếc loa siêu trầm đầu tiên mà mình muốn nhắc đến đó chính là loa sub AD1500 đến từ thương hiệu Adio, xuất xứ từ Hàn Quốc. Loa sub Adio 1500 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Loa sub có công suất 350W, mạnh mẽ và có thể đáp ứng được tần số từ 32Hz cho đến 70Hz, giúp tái tạo âm trầm xuống sâu, vững chắc và rõ. Củ loa bass 3 tấc hình khung nón được làm từ chất liệu composite và được thiết kế đánh úp sàn cho âm thanh lan tỏa hơn các dòng loa sub đánh chính diện, mang đến độ phủ âm rộng hơn. Mặt sau được bố trí hệ thống tản nhiệt hợp lý giúp cuộn âm luôn mát mẻ và từ đó loa sub có thể hoạt động lâu hơn và bền hơn. Loa sub 1500 có thể tái hiện lại chính xác các quãng âm và cung cấp sự cân bằng lý tưởng giữa các âm này, là dòng loa siêu trầm đáng quan tâm cho các dòng karaoke gia đình. Và chiếc sub thứ hai đáng sở hữu cho dàn karaoke gia đình đó chính là Bose 1200. Loa sub Bose 1200 tuy có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng vì sao vẫn được liệt kê vào các dòng loa sub đáng mua nhất, không chỉ bởi mức giá mà mọi gia đình đều dễ dàng mua được, mà ưu điểm của loa sub Bose 1200 còn nằm ở chất lượng. Khi loa cho bass chuẩn, tiếng bass được tái tạo nội lực và sôi động với củ bass 30cm, có công suất liên tục là 250W và cực đại lên tới 500W. Củ loa cũng được bố trí đánh gầm giúp cho âm thanh lan tỏa, loa sub có thể phối ghép hầu hết với mọi âm ly phù hợp cho các dòng, có diện tích là 20-25m². Loa sub Bose 1200 có thiết kế về ngoài là đen bóng tạo sự khác biệt với các dòng loa sub khác. Mặt sau của loa còn được trang bị các hệ thống tản nhiệt và công tắc điều chỉnh nghe xa gần cho karaoke hoặc là nghe nhạc. Và chiếc sub cuối cùng nằm trong top 3 những chiếc sub đáng mua nhất đó chính là chiếc sub 112SA đến từ thương hiệu BF Audio. Loa sub BF Audio 112SA được thiết kế tông màu gỗ rất đẹp mắt, mang lại sự sang trọng trong không gian của phòng hát. Sub BF Audio 112SA là chiếc sub điện được thiết kế với bass 30cm cho công suất liên tục là 200W với tần suất âm thanh 40Hz cho tới 250Hz, tái tạo âm trầm sâu lắng nhưng cũng rất là mềm mại. Điểm nhấn đặc biệt của dòng loa sub BF Audio 112SA này là người dùng vừa có thể hát được và vừa có thể nghe nhạc được. Không chỉ cho các phòng hát karaoke gia đình mà những phòng kinh doanh karaoke chuyên nghiệp cũng lựa chọn sub BF Audio 112SA, tạo ra hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí tối đa. VDA chuyên gia âm thanh karaoke, VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Nếu các bạn muốn sở hữu cho mình một chiếc loa siêu trầm chất lượng, xin hãy gọi ngay đến số hotline hoặc đến các showroom chi nhánh của VDA Shop để trải nghiệm thực tế. Các bạn có thắc mắc về những thông tin hoặc là những sản phẩm nào khác thì hãy comment bên dưới. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn, nhớ bấm like và đăng ký kênh VDA. Subscribe VDA, chọn thiết bị kara, hát hay, giá tốt.